Em xin chào tất cả anh em đam mê radio cassette trên toàn quốc. Em xin giới thiệu anh em một con đài Sanyo, model là U4 anh em nhé. Một con đài rất chi là đẹp, được ship từ Nhật Bản về nhé. Em sẽ quay góc cạnh cho anh em thấy này, máy rất đẹp luôn, trước sau này. Cái này chỉ có dấu tay sầu thôi. FM108 anh em nhé, anten zin theo máy này, rất đẹp này, quay nghiêng anh em thấy này, bên từng hông một nhé, núm nốt rồi trên này, phần trên rất đẹp này. Anh em có nhìn thấy cái độ bóng của máy này, bên nào cũng vậy. Rất tuyệt vời, một con máy có chất âm ngọt lịm luôn nhá. Bây giờ mình test luôn phần cassette luôn cho anh em. Dòng này thì không có line in các bác nhá, mà được hãng có thiết kế rất chi là kỹ lưỡng và chất lượng. Chim nó sang đầu hè, em thấy gì không ơi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hoa cung vàng trên sân em, xin như áo mới em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê em, xin như má thắm em ngày xanh. Chẳng sang người trên môi hoa, chẳng lên tiếng hát trong đêm già. Chẳng sang người trên non ta, chẳng xua bóng tối trong hồn ta. Sáng lên chăng, sáng lên chăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho người tình nở đến sâu. Chẳng muôn đời, chẳng muôn nơi, chẳng đem bóng mát cho muôn người. Chẳng thanh bình, chẳng yên vui, ôi thương quá chẳng Việt Nam. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong buồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái chăn lạc xa. Thắp tim lên, thắp cho người tình dậy đến thâu. Thắp tim lên, thắp tim. Nhưng chắc tua này. Đấy, cơ auto sit top các bác nhá. Đấy, êm ru và auto sit top. Đấy, bảo hành cho các bác 1 năm về chất lượng. FM dòng này thì là 108 này các bác nhá. 108 này. 108 đây. Con máy rất đẹp và chất lượng. Các bác con này chơi hay bày đẹp. Đây là test radio luôn các bác này. Cũng sẵn để cái chất lượng của sản phẩm của chúng tôi được nâng cao, tự động hóa các cái khâu sản xuất, đặc biệt là tự động hóa trong cái việc bác mua ngay Tân Bình. Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế chữa bệnh. Bắt rất nét và rõ ràng. Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy để lại hậu quả khôn tâm. Tất cả các
nạn nhân tử vong trong cái vụ cháy. Máy thì em bán là đều có nguồn kèm theo cho các bác nhá. Các bác về chỉ cắm điện thôi nhá. Chúng ta trong cái môi trường có y độc. Tất cả các loại máy. Sau vụ cháy, chúng ta thường nói câu các dòng đại bán ra là đều có dây nguồn kèm theo, các bác về chỉ cắm thôi. Phải ân hận. Cho nên là các bác yên tâm là có dây nguồn hay không có dây nguồn nhá. Tất nhiên là phải em sẽ có kèm dây nguồn được các bác. Dòng này thì nó chạy adapter. Nó chạy dây nguồn adapter thì bọn em và kèm nguồn adapter cho các bác nhé. Toàn xã hội là chuyên mục mới. Đã nhìn thấy đã được khuyến cáo rồi. Vâng, xin được cảm ơn Trung tá đã dành thời gian cho chương trình ạ. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch. Nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các app du lịch hay còn gọi là các ứng dụng du lịch. Cần cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch với mức giá quá rẻ, rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường. Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Những năm gần đây, các nhà máy sản xuất tinh bột sắn của Thanh Hóa đều đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới xuất khẩu. Ông Ngô Tiến Quang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông lâm sản và Vật tư Nông nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa nói: Sau khi sắn về sân thì chúng tôi sẽ đưa vào qua phiếu nạp. Rõ và nét. Qua phiếu nạp thì qua đến qua hệ thống. Test sang AM này. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương. Đặc biệt, cựu chiến binh luôn là lực lượng tiên phong trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đó đã đưa được nhiều hài cốt liệt sĩ an táng tại các nghĩa trang về quê nhà, đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ để những người hy sinh vì nước, vì dân sớm được trở về quê hương với người thân. Trung Quốc hôm nay chúng tôi tạm dừng. Nguyễn Thanh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tiết mục ngày tuần sau. Tất cả mọi chức năng của máy là tất cả các sóng của radio các bác nhé, băng này rồi radio này bắt rất rõ nét, và đặc biệt con này là máy là rất đẹp, và các bác bày trong bộ sưu tập của bác thì không thể chê được con này, rất đẹp, nhỏ xinh, độ bóng của máy là rất cao, rất đẹp. Bác nào mà thiện chí thì các bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em số điện thoại đang hiển thị dưới phần tiêu đề nhé. Hoặc các bác có thể kết bạn Facebook Hoàng Tài Các Xét. Theo số điện thoại đấy, các bác cứ gọi số điện thoại là ra Facebook và Zalo. Giá thì em có để luôn cùng dưới phần tiêu đề luôn. Có báo giá dưới phần tiêu đề. Cái phần video bên trên này, bên dưới đây có phần tiêu đề này. Các bác có thể bấm vào đấy. Bấm cho xem thêm nữa, các bác thấy được phần tiêu đề. Và video đã dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé, để theo dõi những video tiếp theo này. Bác nào thấy video hay thì cho em một like, để cho em có động lực để sản xuất những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.